Chào mừng tất cả các bạn đã tới với Lý Chim và chị Mai của chú Hoài Bảo. Tăng 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 tăng. Cái gì vậy? Mỗi lần thấy nó mới mới thấy nó hơi mệt. Mỗi lần thấy Facebook nó hơi mới mới là bắt đầu mình thấy mình hơi mệt. Hello Ngọc. Hello Trịnh Hồng Ngọc. Hello Bụng Bự. Hello Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Hello Nhật Duy. Hello Ngọc Trumps. Hello Lâm Thị Ngọc Smiles. Hello Nguyễn Krasnams. Hello các bạn. Các bạn hãy xem đi chim hồ bảo nha. Đủ 5.000 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Hola hola. Hola. Ole 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 ole. Cái cây này của Bảo chắc nó bị khùng rồi. Hello Kim Tê Tê. Hello Huỳnh Yến Ngọc. Để cho mượn đi hỏi cái. Hello, vô đọc comment các bạn nha. Để bao xúc và vô đọc comment bảo chào các bạn nè. Để bảo chào một lượt nha. Để bảo chào mà kiểu mà rappers. Bảo sẽ chào mà kiểu rapper. Từ từ. Đây, rappers có cái nickname tên là King Cat. Hello Võ Thanh Tiên. Hello Nguyễn Hoàng Phú. Hello Tiêu. Hello Tiêu Mì. Hello Hào Cu. Hào Cu, Hào Cu, Hào Cu. Hello Linh Nguyễn. Hello Linh Nguyễn. Hello Trúc Huy. Oh yeah. Hello các bạn, hello Đăng Trường Kim, hello Linh Phi Đinh, hello Trà My, hello Quế Anh. Annyeonghaseyo. Hello Lê Vũ Song Linh. Các bạn ơi, chia sẻ lấy chim hồ ở nha, đủ 5.000 bạn mới sao được cái chim ma nha. Chào anh Tuấn, cái gì vậy mẹ, vô kêu tên cúng cơm của con ra luôn vậy. Hả Tôm, Thanh Sơn, hello em trai bảo vô. Hồi nhỏ qua nhà nó chơi cái nó giành đồ chơi, mình giành đồ chơi của nó, mình đụng đồ chơi của nó chút xíu, cái nó kêu anh Tuấn đi ra đi, anh Tuấn đừng có ở đây nữa, anh Tuấn ra nữa chơi đồ chơi của em không à. Keo kiệt. Như giờ lớn là đẹp trai lắm, các bạn nào muốn chưa có người yêu á, bạn gái nào chưa có người yêu á thì inbox mình sẽ cho Facebook em trai mình ha. Đẹp trai lắm, có điều mặt hơi mụn, mắt hơi hí, con mắt của nó là không thấy đường luôn má. Có bữa là hồi đó đi nhuộm tóc, nói với bà đi nhuộm tóc xong rồi hả, kiểu mà cái bà kia bà lâu kiến tốt quá đó má. Trời ơi, nó giọng như một cái anh. Trời má, nó ngồi dạ không sao. Bà biết tại sao không sao luôn á, tại vì ở đó có gái má, ở đó có gái cho nên đâu có dám đau đâu, đâu có dám khóc đâu, chứ bình thường ở nhà là khóc rồi. Ở đó có gái. Hello Huy Trương. Hello Quỳnh Hương, 5.000 rồi. 5.000, 6.000 rồi mà nãy giờ chưa vô kể kỳ ghê. Rồi vô kể chỗ cái gì vậy mẹ? Kể nha. Kể chuyện ma má. Trời, tóc dạo này nó đó, tóc gì đó. Câu chuyện đầu tiên của một bạn tên là Thu Thảo Nguyễn Thị. Bạn đó tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Bạn đó kể câu chuyện này cho Bảo. Thì cái câu chuyện này á là từ ông ngoại của bạn. Bạn kể như thế này. Hồi xưa á, ở bên ngoại của bạn á thì đẻ tới 12 người con lận. Đẻ dữ lắm các bạn, hồi xưa ông bà ta đẻ dữ lắm, đẻ một lần mấy chục người, 20 người là chuyện bình thường. Cái rồi á, do là nhà khó khăn quá thì tất nhiên rồi, đẻ nhiều như vậy thì chúng ta sẽ bị nhiều miệng ăn. Thế là ông ngoại của bạn á, mình đặt tên một cái tên đi ha. Ông Tư Phúc. Thì cái ông Tư Phúc này ổng mới quyết định là nuôi vịt. Thì ổng mới gọi là đầu tư một đàn vịt đó các bạn ơi, ông Tư Phúc ổng đầu tư một đàn vịt thì bắt đầu ổng sẽ lùa vịt đi ăn. Một ngày ổng sẽ bắt đầu lùa vịt đi ăn ở cánh đồng, những cái cánh đồng á, tại vì ở những cái cánh đồng đó người ta sẽ bắt đầu đổ lúa các bạn hiểu không, và khi mà người ta đổ lúa thì có những cái hạt lúa nó dư ở dưới á, thì ông Tư Phúc ổng sẽ là người bắt đầu lùa vịt vô chổng cho vịt ăn. Thay vì mình phải bỏ tiền ra mình nuôi đồ ăn cho vịt thì mình tiết kiệm, mình kiểu giống như là đi xuyên suốt luôn, là đi từ cánh đồng này xong rồi sẽ chuyển sang cánh đồng khác, đó là đi từ ngày này sang ngày nọ. Chừng nào á mà mấy con vịt nó mập á má, nuôi mấy con vịt chừng nào mà cỡ Bảo nè là đi làm thịt liền đó, là lùa về nhà làm thịt. Thì á sẽ luân phiên như vậy, và khi mà cho nên là cái ông Tư Phúc ông đi ngoài à, và ví dụ như là mỗi ngày thì sẽ có một kiểu mà lâu lâu á thì sẽ có một người ra phụ ở trong gia đình, đứa con sẽ ra phụ. Ví dụ như là ngày hôm đó là mẹ của bạn kể câu chuyện này, bạn Thảo á kể câu chuyện này cho Bảo, sẽ đi ra phụ nè. Mẹ của bạn lúc đó chỉ mới 9 tuổi thôi nha, và cậu 11 và cậu 12 sẽ ra phụ chẳng hạn, cứ luân phiên nhau ra phụ.
Thì cái ngày hôm đó các bạn có biết hả, là tới nỗi mà vì vợ vì con á, ông Tư Phúc á, ổng rất là thương vợ thương con, cho nên á hả, các bạn biết á, là ở ngay cái chỗ đó khi mà người ta phóng lúa á, có những cái chỗ người ta phóng lúa á, thì lúa nó bay ra ngoài cái lâm. Cái lâm là cái gì thì Bảo sẽ cắt nghĩa cho các bạn nghe. Thì các bạn gửi câu chuyện này cho Bảo, nói là cái lâm á là danh từ ở dưới quê bạn để ám chỉ những nơi có nhiều mộ, những nơi có hàng trăm ngôi mộ ở đó, thì người ta sẽ đặt chỗ đó gọi là cái lâm. Và ở dưới quê á, những cái lâm như vậy á, rất là ít người dám lui tới đó. Bởi vì nó rất là ghê các bạn, cái lâm rất là ghê, má mấy trăm ngôi mộ mà. Có những ngôi mộ mới chôn tươi rối rối luôn, tươi mới luôn. Thì khi mà người ta phóng lúa á, thì lúa nó lại bay qua bên cái lâm. Rất nhiều nha, hôm đó rất là nhiều lúa ở bên đó. Thì ông ngoại của bạn á, đánh liều là lùa dịch vô chổng luôn. Có nghĩa là lùa dịch vô cái lâm á, để cho dịch ăn, để cho dịch nó mập, để có tiền nuôi vợ nuôi con. Ông ngoại của bạn đúng là một người ông ngoại tốt, thật sự. Mà thiệt sự á, bạn kể là ông ngoại của bạn rất là sợ ma. Bởi vì ông ngoại của bạn là một người rất là yếu bóng vía. Nhưng mà vì gia đình ông cũng phải làm thôi, miếng cơm manh áo mà các bạn, miếng cơm manh áo mà. Hôm đó là mẹ của bạn Thảo gửi câu chuyện cho Bảo á, thì may mắn làm sao đã được về sớm, chứ bình thường là phải ở lại. Có nghĩa là khi mà mình làm như vậy thì mình phải ở lại luôn, là có mình sẽ làm một cái nếp là cái đệm á các bạn, sau đó mình mai nó lại, nó giống như là một cái bàn vậy đó, sau rồi mình chui vô chỗ nằm. Và sau đó thì ông Tư Phúc á, ổng sẽ làm mấy cái màn mỏng á chung quanh để tránh muỗi này kia nó chích á các bạn, như cái lều vậy đó. Thì buổi tối hôm đó may mắn sao á, là bà ngoại của bạn kêu mẹ của bạn về sớm, cho nên mẹ của bạn á không có bị gặp. Không thôi là hôm đó là chết rồi đó. Bây giờ bắt đầu nha, tới cái khúc đái đầu quần nè má. Chuẩn bị tả hết chưa? Mấy bạn đã chuẩn bị mặc tả em bé hết chưa? Ok. Thì cái hôm đó đó, có một cái bà kia, bà tên là Zoom. Bà cũng bằng tuổi mẹ của bạn, bạn gửi câu chuyện lúc đó là 9 tuổi luôn. Mà nhà cũng cho đi lùi dịch như vậy á, mà bà cũng đi lùi dịch chung với lại cái ông Tư Phúc luôn. Tại vì lúa nó dạt vô trong cái lâm đó rất là nhiều, cho nên mà bả cũng gan ghê. Bả là con nít 9 tuổi mà bả dám một mình vô chổng lùa dịch luôn, hai đám dịch ở chổng nha. Là tối hôm đó là ở ngay cái lâm đó là có ông Tư Phúc với lại một cái bà tên là Dung, mà bà 9 tuổi nha, 9 tuổi. Mà cái ông Tư Phúc á, ổng yếu bóng vía rồi mà ổng còn chơi, mà kiểu mà chơi sốc á các bạn, ngủ gần một cái mộ mới xây luôn, ghê chưa, ngủ gần một cái mộ mới xây, là mới xây ngày hôm đó luôn đó má. Vậy mới đã, vậy mới gọi là close up má. Đây không phải là cái máy răng, đây là close up. Ông đang nằm ngủ vậy nè, tối hôm đó ông đang nằm ngủ. Còn cái bà Dung á, bà cũng nằm kế bên luôn, kiểu là bà nằm kế nhưng mà bà nằm hơi xa xa chút xíu, là khoảng 2 ngôi mộ á má. Bà cũng gan lắm, con nít mà cũng gan thiệt. Cái tối hôm đó ông Tư Phúc ông đang nằm ngủ, thì tự nhiên ông nghe có một tiếng thúc thích khóc, mà khóc oan ức á các bạn, các bạn hiểu không, khóc thúc thích vậy á. Cái xong rồi cái ông Tư Phúc này ổng mới quái lạ, ổng mới bất ngờ, ổng tưởng rằng bà Dung á, bà khóc, ổng tưởng rằng bà Dung là bà con nít đó, bà nhớ nhà. Mà nghĩ sao mà con nít mà đi vô trong cái lâm quá trời mộ mà ngủ một mình như vậy thì làm sao mà không sợ. Cho nên cái ông Tư Phúc này ổng thấy ổng là người lớn, cho nên ổng mới đứng dậy đi ra chỗ bà Dung, mới kêu vậy nè các bạn. Zooms, ai Zooms, ủa con khóc hả con? Con nhớ nhà hả? Không thì ngày mai ba con lên đây, chú xin cho con á là về nhà với ba con nha. Đừng khóc nữa con, ngày mai về nhà nha con, đừng có khóc nữa. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ ghê. Cái xong rồi cái bà Zooms á, bà đang nằm ngủ, bà có biết gì đâu các bạn. Bà mới bắt đầu thò cái đầu từ mộ ra nha. Cái bà kêu là, đâu, nãy giờ con ngủ mà chú Tư, con đâu có làm cái gì đâu chú Tư, nãy giờ con ngủ mà, con đâu có khóc đâu. Mặt bả ngái ngủ vậy nè, nói nãy giờ con ngủ đâu, con có biết gì đâu. Cái xong rồi cái ông này ổng cũng thấy là chắc ổng nghe lộn. Mà thật sự là cái ông Tư Phúc này á, lúc đó còn trẻ mà các bạn, lúc đó còn trẻ mà, làm sao mà mình có thể mà không nghe kỹ được. Cái xong rồi ổng mới quay trở lại cái nộp của ổng để ổng ngủ. Thì khi mà ổng quay lại ngủ á, ổng ngủ được chút xíu á,
thì lại nghe tiếng khóc nữa. Cái lúc này ổng lại tưởng bà Dung, tội nghiệp bà Dung ghê vậy đó, cứ bị lôi đầu dậy hoài luôn. Ổng nghe tiếng khóc nữa, cái ổng mới ngồi dậy mới kêu: Dung, con khóc hả? Trời ơi, có gì ngày mai á, con nói với ba con á, xin ba con về đi. Chứ con nít con nôi mà đi vô trong cái lâm này rồi chăn dịch như vậy, sao cực quá vậy con? Con nhớ nhà thì kêu ngày mai kêu ba con cho con về, chứ đừng có khóc nữa. Cái xong là bà Dung á, bả từ bên kia bả lò đầu dậy, kiểu mà bả cũng mệt đó các bạn, mình bị ngủ quá, tội bả ghê, bị ngủ quá mà cứ bị giận đầu dậy hoài. Cái bả mới kêu là: Đâu, con đâu có khóc đâu chú, nãy giờ con ngủ mà, con có biết gì đâu, con không có khóc, con không có sợ gì hết trơn á. Cái xong rồi cái ông này ổng tức quá. Cái lúc này á, ông Tư Phúc á, ổng mới tức quá, ổng mới vô trong cái nộp ổng nằm mà ổng không ngủ nha. Kỳ này ổng không ngủ, ổng canh má, ổng me. Ổng me, ổng nghĩ trong đầu là chỉ cần có tiếng khóc một cái là ổng không kêu con Zooms nữa, ổng sẽ tự đứng dậy ổng rình. Lát hồi ổng nghe tiếng khóc tiếp. À nha, chuẩn bị nha. Ổng tức mà ổng nói là: Má con nào, nửa đêm nửa hôm chui vô trong cái lâm khóc, chui vô trong cái lâm khóc để làm cái gì? Trời, ta đang buồn ngủ mà. Ổng tức á, ổng rình coi, ổng nhất định ổng phải rình coi là con nào nó khóc. Trời ơi, ổng chui ra nha. Má ổng như là bắn PUBG vậy má, ổng chui ra ngoài ổng rình. Đó, ổng rình rồi ổng lăn như là người lính vậy đó. Xong rồi ổng nhìn ngay cái mộ, ổng mới vừa ra thôi là ngay cái mộ mới chôn mà ổng nằm kế á, ổng thấy có nguyên một người phụ nữ ngồi khuất, có nghĩa là thấy sau lưng của người phụ nữ ngồi trên cái hòm, ngồi trên cái ngôi mộ á, mặc áo bà ba tím, quần dài đen, đeo cái khăn rằn màu đỏ, ngồi khóc thút thít, khóc mà kiểu ai oán á các bạn, khóc mà kiểu hờn trách á. Cái xong rồi cái ông Tư Phúc lúc đó kiểu magic, kiểu mà phép màu vậy má, cái gì mà ghê vậy. Là ông Tư Phúc ông biết là ông gặp cái gì rồi đó, tại vì ông Tư Phúc ông là một người yếu vía mà. Cái ông mới nói, ông thấy cái người phụ nữ đó không quay mặt ông mới dám nói nha. Cái người phụ nữ đó, ông thấy cái lưng của người phụ nữ đó thôi ông mới dám nói, chứ thí dụ mà người phụ nữ đó mà quay mặt qua là ông cũng không dám nói đâu các bạn. Cái xong rồi ông mới kêu là ông biết cái ngôi mộ mới đó là ai chôn, cho nên là ổng mới nói luôn tên. Ổng kêu là: Cô Năm Bi ơi, cô Năm Bi Nguyễn ơi, người á sống chết có số, cô đừng có buồn nữa, cô á cứ ra đi thanh thản đi, con người ai cũng sống chết có số hết, cô đừng có buồn nữa nha, cô cứ ra đi thanh thản đi. Ổng nói vậy thôi, chứ thật sự là ổng muốn nói quịch tẹt ra là cô chui lại xuống mộ đi, tôi sợ quá. Ổng mới có thể nói vậy được. Ổng mới gọi là khuyên cái bà Năm Bi Nguyễn đó là hãy kiểu giống như là an nghỉ đi, con người sống chết có số. Ổng vừa nói xong là cái bà Năm Bi Nguyễn bà biến mất luôn. Cái bà mà ngồi trên ngôi bộ mà mặc áo bà ba tím, mặc quần đen rồi đeo cái khăn đằng đỏ nha. Cái xong rồi sáng ngày hôm sau có nghĩa là tomorrow á, ổng đi sang nhà ông Năm. Ông Năm á là cái ông mà chồng của cái bà này nè, mà mới mất mà mới chôn nè. Ổng kêu á là lúc á, ổng hỏi cái ông Năm đó là lúc mà tẩn bà Năm Bi Nguyễn thì cho bả mặc cái gì vậy, có nghĩa là cái set đồ của bả đó, cái set đồ thu đông của bả là cho bả mặc cái gì vậy má. Thì cái ông Năm á, ổng mới kêu là ổng cho vợ ổng mặc áo bà ba tím, quần đen và đeo thêm cái khăn đằng đỏ nữa, đúng y chang nguyên một cái set đồ mà hôm qua ổng thấy luôn má, đúng y chang nguyên một cái set đồ đó luôn, không khác cái gì một set đồ mà nguyên một bộ y chang như là cái lời của ông Năm kia nói luôn. Đó là một chuyện, là chuyện thứ nhất cũng tại cái ngôi mộ đó luôn. Một chuyện nữa ở chỗ đó là có ông Tư Phúc đúng không, còn một cái ông Tư nữa, mà cái ông Tư này á, người ta thường gọi ổng là Tư Chỉ. Tại sao gọi ổng là Tư Chỉ? Tại vì cái ông này á, ổng bị khùng, kiểu giống như là ổng hay đi vào những cái nhà mà làm cái nghề may vá đó các bạn, và sau rồi ổng lấy cái mấy cái chỉ dư á,
ổng lấy cái mấy cái chỉ dư của người ta á, ổng nhét vô trong quần. Ổng này ổng bị khùng, ổng hay lấy mấy cái chỉ dư của người ta xong rồi ổng nhét vô trong quần vậy nè các bạn. Ổng nhét vô trong quần xong ổng bỏ đi vậy á, xong rồi từ đó về sau người ta đặt cho ổng cái nickname, một cái nghệ danh trong cái làng đó là ông Tư Chỉ, ok. Cái xong rồi cái ông nó chết. Thì khi cái ông nó chết á thì chôn cái ông đó. Chôn cái ông đó trong mấy cái lâm đó luôn, như những người chết ở đó thôi. Cái xong rồi tối hôm đó nha, cái ông Tư Phúc ổng cũng nằm ở trong luôn, ổng đang nằm trong cái nộp của ổng á. Thì ổng nghe á, là có nghĩa là có người đi chung quanh cái nộp của ổng á, mà cái người đó là người đàn ông, mà người đó cứ cười mà kiểu kha kha kha, các bạn biết không? Tại vì mấy người điên á, mấy người khùng khùng á, người ta hay đi vòng vòng lắm, người ta hay đi vòng vòng ở ngoài đường, xong người ta cười kha kha kha, người ta cười xong rồi người ta còn đánh người đi đường nữa. Cái đó là cái cơ bản á các bạn. Cái xong rồi ổng nghe, trời ơi, tự nhiên đang nằm ngủ, các bạn hãy tưởng tượng đi, đang nằm ngủ tối khuya 12 giờ mấy, 1 giờ, 3 giờ, tự nhiên đang nằm vậy nè, cái tự nhiên có đứa đi vòng vòng chung quanh cái lều của mình, kha 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 kha. Cái xong rồi cái ông Tư Phúc này ổng mới chui ra khỏi cái nệp coi là đứa nào nó cười. Ổng quyết định là ổng xem là đứa nào nó cười. Khi ổng vừa chui ra là ổng thấy hả, ông tư chỉ mà vừa mới mất á, ổng đưa cái mặt ổng vô trong cái miếng vải kiểu mà cái miếng vải mà để mà cái ông Tư Phúc mà ổng lợp cái lều á các bạn, cái miếng vải rất là mỏng, mình có thể nhìn ra được ngoài trời luôn, chủ yếu là làm cái đó để không có bị muỗi hay bị con gì nó chích thôi. Trời ơi, ổng đứng ngay cái miếng vải đó mà ổng đưa mặt vô vậy nè các bạn. Trời ơi, ổng làm như là ổng là búp bê vậy đó má. Ổng đưa cái mặt ổng vô nè, cái xong mà ổng cười với cái ông Tư Phúc. Ổng mới kêu là: "Phúc ơi, dậy chơi với tao đi mày. Sao mày ở đây mà mày không nói cho tao biết, mày dậy mày chơi với tao đi. Tao mới tới đây mà mày không ra tiếp đón tao gì hết trơn. Mày dậy mày chơi với tao đi. Tư Phúc ơi, Tư Phúc, mày dậy mày chơi với tao đi." Cái xong rồi ổng cười tiếp má, ổng lại cười kha kha kha, tại vì ổng bị điên mà. Ổng bị khùng mà, ổng chết ổng vẫn bị khùng, ổng không thể nào mà ổng chết xong rồi ổng tỉnh lại được, các bạn hiểu không? Ổng vẫn bị khùng. Cái xong rồi ổng kêu cái ông Tư Phúc ổng kiểu mà ổng đứng hình luôn á má. Ổng cứ nhìn theo cái hướng đi của cái ông Tư Chỉ hoài luôn. Cái xong rồi ổng thấy ông Tư Chỉ á đi mà vừa đi mà vừa phải cười nha. Yêu đời lắm. Vừa đi mà vừa phải cười, chết vẫn cười, vẫn yêu đời. Cái đó là thật sự rất là tích cực. Ổng đi mà cái xong rồi ổng thấy ông Tư Phúc, ổng thấy á là cái ông Tư Chỉ á, ổng đi từ từ mà đi xuống mộ của ổng. Ngay cái mộ của ổng mà ổng đi từ từ mà đi xuống mộ, giống như là đi xuống cái cầu thang vậy má. Giống như là đi xuống cái cầu thang đúng phép thuật luôn, magic. Đó vậy đó. Nghĩ sao mà kêu mình dậy chơi? Nghĩ sao mà ổng là ổng chết rồi ổng kêu mình dậy chơi? Đố chàng nào dám dậy luôn á má. Còn nữa. Là vậy nè. Tại vì do là cái ông Tư Phúc này ổng rất dễ bị nhập, mà khi mà người ta phóng lúa, cái lúa nó rớt vô trong đây nó rất là nhiều, cho nên ổng luôn phải kiểu giống như là lùa cái đàn vịt vô trong đây để cho vịt nó ăn nó no. Thì có một bữa ổng bị chính người nhà ổng nhập luôn, tại vì trong cái lâm đó cỡ nào cũng có người nhà của ổng ở trọng, ông Tư Phúc á cỡ nào cũng có người nhà của ổng ở trọng. Cái xong rồi ổng đi vô một hồi ổng lùa cái vịt á, thì tự nhiên ổng bị người nhà ổng nhập. Người nhà ổng tên là Võ Long Quân. Cái ông Long Quân đó là ổng chết rồi. Ông Võ Long Quân là ổng chết rồi, nhưng mà cái ông Tư Phúc kiểu giống như là em của ổng á, các bạn hiểu không? Em của ổng á, cho nên khi mà cái ông Võ Long Quân thấy em của ổng mà đi lùa vịt vô trong cái lâm á cho vịt ăn á, mà kiểu em của ổng đã yếu vía rồi á, cho nên rất là dễ nhập. Cái xong rồi cái ông Võ Long Quân ổng nhập vô trong người của ông Tư Phúc luôn. Tự động các bạn chạy về nhà. Tự động nhập vô người xong rồi chạy về nhà của cái ông Tư Phúc á, kêu bà Tư. Bà Tư là bà ngoại của bạn, gửi câu chuyện này cho Bảo nè, kêu là: "Tư ơi, chị Tư, lấy đồ ra cho tôi ăn đi, trời, con vợ của tôi nó không nấu, nó không cúng kiến gì cho tôi hết trơn á. Cái con vợ của tôi nó không có cúng kiến gì, con gái con lứa gì mất nết không cúng kiến gì cho tôi hết. Cái con hậu nó kỳ ghê đó, bây giờ chị Tư chị lấy đồ ăn cho tôi liền đi." Mà các bạn nghĩ đi, cái ông Tư Phúc á, ổng không bao giờ nói chuyện với lại vợ ổng mà kiểu mà sổ sàng vậy hết trơn. Ổng rất là thương vợ con ổng. Nhìn cái cách nói chuyện một cái là biết là không phải chồng bà
nhìn cái cách nói chuyện một cái là biết là không phải chồng bả rồi. Cái xong rồi hả, cái bả nó mới nói là bả biết đó là người nhập chồng bả là cái ông Long Quân rồi. Bả mới sợ quá. Bả lúc đó bả đớ người, bả không có đem đồ ăn ra đùa có các bạn. Nhưng mà cái ông Tư Phúc á, ổng nói một hồi là chị Tư cho tôi ăn đi, tôi đói quá. Chị Tư đem đồ ăn ra đây cho tôi đi, tôi đói quá. Con hậu vợ tôi á, nó không có chịu mà nấu ăn gì, nó không chịu cúng kiến gì, tôi đói quá. Vừa nói dứt câu, nói được có mấy câu à, là xỉu. Là cái ông Tư Phúc ổng xỉu. Là cái bà này bà sợ quá, bà phải lực đập. Bà Tư á, vợ của cái ông Tư Phúc á, sợ quá là phải lực đập mang đồ ăn ra ngoài cái chỗ cái lâm á, mà cái mộ của cái ông Long Quân á đặt ở đó cúng. Cúng xong về nhà nói bà hậu, mày làm vợ hơn sao mà mày không cúng kiến cho chồng mày, để cho chồng mày nó nhập cho chồng của tao. Chồng của tao đi làm mà lùa vịt đã mệt gần chết rồi, cực chẳng đã, mà bây giờ người của ổng đã yếu rồi mà còn nhập như vậy nữa thì làm sao mà làm ăn được hả, làm sao mà nuôi vịt được. Cái xong rồi nói vậy xong cái bà hậu quá sợ quá, bà phải gọi là hả, từ đó về sau bà phải gọi là kiểu giống như là cúng kiến cho chồng bà thường xuyên hơn. Rồi bà sẽ kể tiếp một câu chuyện tiếp theo, các bạn đừng quên share clip cho bảo nha. Rồi ok. Bây giờ bảo sẽ kể một câu chuyện nữa của một bạn tên là, cái bạn này tên là Thiên Ân. Ở một cái kỳ nghỉ đi du lịch của bạn gần đây, bạn Thiên Ân á, bạn Thiên Ân này bạn cũng đã gửi nhiều câu chuyện cho bảo rồi, thì hôm nay bạn Thiên Ân với lại bạn của bạn á mới đi du lịch Hà Tiên. Mà đi leo núi ở trên Hà Tiên á, thì khi mà đi leo núi ở trên chợ nó thì vô tình nó là đi ngang qua một cái bệnh viện nó tên là Nguyễn Thần Hiến hay gì đó, bảo cũng không nhớ rõ. Thì á, những cái người bạn của bạn Thiên Ân với bạn Thiên Ân á đi là tổng cộng có 6 người. Mà khi leo lên tới đó cũng đã mệt rồi thì mới kiếm chỗ ngồi nghỉ. Thì những người bạn đó cũng đã nghe phong phanh bạn Thiên Ân á. Bạn cũng đã nghe phong phanh là ở trong cái bệnh viện đó nó có một cây dừa ba ngọn. Nó có một cái cây dừa ba ngọn mà không biết lý do như thế nào có cái cây dừa như vậy. Thì các bạn Thiên Ân với lại những cái người bạn mà của bạn á mới đi vô trong cái bệnh viện nó để gọi là tham quan coi xem có cái dừa đó hay không. Thì đúng thiệt, khi mà vô á thì thấy cây dừa, mà cây dừa ba ngọn nha các bạn, cây dừa có ba ngọn, thì thấy có hàng rào xung quanh, thì kiểu giống như là những cái bạn đó mới thấy lạ quá, somewhere man, it fucking weird. Cái bắt đầu mới tìm hiểu xung quanh, hỏi là có ai có biết câu chuyện về cái dừa này không. Tại vì các bạn Thiên Ân với lại những cái người bạn của bạn rất là thích chuyện ma như bảo và như các bạn vậy đó. Thì mới gặp một chú bảo vệ, thì mới hỏi chú bảo vệ về cái high story của cái cây dừa ba ngọn này. Thì cái ông bảo vệ này ổng ngập ngừng một hồi, và sau đó kiểu giống như là ổng thấy là trưa nắng rảnh quá không có gì gì làm á các bạn, cho nên ổng mới ngồi xuống kể chuyện bé nghe á. Cái xong rồi ông mới kể chuyện cho bạn Thiên Ân với lại những người bạn của bạn. Thì thiệt sự là chỉ có bạn Thiên Ân là kiểu mà giống như là chú ý với lại interesting, kiểu mà giống như là với cái chuyện đó thôi, còn những người bạn của bạn lo đi vòng vòng chơi không mà. Cái xong rồi các ông bảo vệ đó mới kể đó là ngày trước á, ở trong cái bệnh viện này nè có rất là nhiều người chết, kiểu giống như là người ta bị bệnh nặng nan y, người ta chết nè, người ta không có tiền người ta chữa bệnh người ta cũng chết nè, thậm chí có người chết đói rất là nhiều, sảy thai rồi này kia rất là nhiều. Và tất cả những cái vong hồn đó nó tụ tập ngay cái cây dừa này. Hồi đó cái cây dừa này nó chưa có thành bệnh viện đâu, các bạn hiểu không. Sau đó thì không hiểu lý do gì mà sét đánh vào cây dừa đó, khiến cho cây dừa đó chẻ ra thành ba ngọn. Mà nghe đồn á là ở cây dừa này không phải chỉ có ma không, mà nó còn có quỷ nữa má, rất là nhiều vong linh và ma quỷ tụ tập ngay cây dừa đó, kiểu như là một cái băng đảng luôn á, một cái băng đảng luôn nha má. Ừ. Xong rồi á thì sau này thì kể sơ sơ thôi, cái ông bảo vệ cũng kể sơ sơ thôi, ổng cũng không có nhiều chuyện lắm. Cái xong rồi cái bạn Thiên Ân á, bạn mới gài, bạn mới mồi chài,
để xem coi còn câu chuyện nào để kể nữa hay không. Thì mới mồi chài bác bảo vệ, cậy miệng bác bảo vệ một hồi thì bác bảo vệ không nhiều chuyện đó, lại kể tiếp những câu chuyện. Rồi ok, thì bác bảo vệ kể là ngày xưa có một cặp vợ chồng, bà vợ bả tên là Thư Trần, còn cái ông chồng ông tên là Nguyễn Khôi. Thì cái ông Nguyễn Khôi này á đưa cái bà Thư Trần này vô trong bệnh viện để khám thai. Mà các bạn biết đó, cái thai nó chưa có lớn, chỉ mới biết là không có biết rằng mình có thai hay không. Thì cái ông Nguyễn Khôi này mới đưa Thư Trần vô khám coi là chắc chắn là mình có thai hay không. Thì may sao á, tại vì hai vợ chồng này đã lấy nhau lâu rồi và đã có muốn, rất muốn là có con. Thì khi á mà bác sĩ đưa ra cái tin đó là bà Thư Trần, trời nghe tên giống như là Thư Trần rồi, từ Trần rồi, má nghe kỳ quá. Bà Thư Trần á, bà đã pregnant, bà đã có con. Cái xong rồi cái ông Nguyễn Khôi vui quá, la lên quá trời luôn, xong rồi chở vợ về. Nhưng mà trong lúc chở vợ về á thì vợ lại mắc đái. Thì cái chị Thư Trần mới kêu là chờ anh ơi, chờ em chút xíu, đi đái chút xíu em quay lại. Thì khi mà đi đái chút xíu quay lại á thì tới cái chỗ mà để đi vệ sinh đó các bạn, thì người ta ở trỏng rất là lâu. Không biết là tại vì có người ở trong trỏng trước, các bạn hiểu không? Thì cái bà Thư Trần này bà đứng đợi hoài mà kiểu như là bà bụng á má. Chị ơi, chị xong chưa chị? Chị ơi, cốc, chị ơi, chị xong chưa mà? Trời ơi, không biết cái bà mà đi trong vòng vệ sinh đó, bà vô trọng bà tắm hay vô trọng bà mở đại nhạc hội hay cái gì á má, không có chịu ra. Cái xong rồi cái chị Thư Trần này á, chị đâu có chịu nổi đó các bạn, chị đâu có chịu nổi đâu. Chị phải đi ra cái gốc cây, mà ở trong bệnh viện thiếu gì gốc cây. Má này chọn ngay cái gốc cây dừa đó, ok. Má đái, má Thư Trần ngồi đái sai xe, má đái ngay cái gốc cây dừa đó luôn. Xong rồi về thì bắt đầu cái thai nó lại càng ngày càng lớn dần. Và khi mà đi siêu âm á thì phát hiện cái thai này á nó là sinh đôi nha, song sinh. Thì bắt đầu cái ông Nguyễn Khôi ổng đây vui nữa, ổng kêu trời ơi má ơi tao đợi con tao lâu rồi, oh my god, trời một phát mà trúng hai con, yes. Kiểu mà đợi rất là lâu rồi, tại vì các bạn biết không, nhiều người ta rất là mong có con, mà bây giờ ổng chơi một phát rồi ổng trúng hai con luôn, ổng vui quá, ổng la lên quá trời luôn. Tới cái ngày á, ổng nói chung là tới cái ngày á mà bả chuẩn bị đẻ, bả đẻ á, thì khi mà bả vừa đẻ xong thì tự nhiên hai đứa con bả chết, là hai cái đứa song sinh trong bụng bả chết. Cái ông chồng ổng mới gọi là ông Nguyễn Khôi, ổng mới bực quá. Bà Thư Trần bà ngồi bà khóc quá trời luôn. Cái ông Nguyễn Khôi ông mới bật qua, ông mới kêu bác sĩ là Tại sao? Tại vì các bạn hãy nghĩ đi, người ta đã mong có con rồi, mà tự nhiên khi mà tới lúc đẻ người ta sắp gặp mặt con người ta, con người ta vừa chào đời cái con người ta chết, mà chết một lúc hai đứa luôn. Cái ông Nguyễn Khôi ông mới kêu là tôi chăm sóc vợ tôi tới nỗi mà vợ tôi đi đâu tôi cũng phải gọi là nâng tay vợ tôi, không thể nào mà con tôi chết yểu như vậy được. Tại sao con tôi lại chết? Tôi cho vợ tôi ăn rất ngon, tôi chăm chút từng ly từng tí, tôi lau mình cho vợ tôi chở vợ tôi làm mọi thứ hết. Nói chung là vợ tôi có phải đụng vào cái gì đâu, vợ tôi cũng không stress nữa, ngày nào tôi cũng diễn hài cho nó coi hết, mà tại sao mà con tôi nó chết? Tức quá mà má, tức quá, đợi rất là lâu, đợi có con rất là lâu rồi. Cái xong rồi bà Thư Trần bả ngồi bả khóc quá trời luôn. Thì ở gần đó có một sư thầy, mà cái sư thầy này đi vô trong cái bệnh viện này để chăm chú tiểu bị sốt rất là nặng. Thì sư thầy đó nghe câu chuyện đó và sau đó sư thầy đó mới nói là vợ của anh, sư thầy đó nha, tự nhiên sư thầy đó nói là vợ của anh đắc tội với những người khuất mài khuất mặt ở trong bệnh viện này. May là người ta chỉ gọi là cướp, kiểu mà người ta chỉ gọi là cướp đi sinh mạng của hai đứa con anh thôi, không á là cô vợ cổ đi rồi, không là cô vợ cổ đi rồi. Cái xong rồi cô vợ cổ không biết rằng ông chồng ổng mới, ông Nguyễn Khôi mới nói là với bà Thư Trần kêu là tại sao em làm đắc tội gì là sao em. Cái xong rồi bà Thư Trần ở đâu biết gì đâu. Cái xong rồi ông Nguyễn Khôi với bà Thư Trần mới hỏi cái vị sư thầy đó, thì vị sư thầy đó mới kiểu mà sư thầy kiểu giống vậy nè. Cái xong rồi sư thầy đứng lên đi ra ngoài ban công chỉ
mặt cái mặt gì đó các bạn chỉ. Chỉ vô trong cái cây dừa đó. Cái xong rồi cái ông Nguyễn Khôi ổng đi ra ngoài, ổng thấy vậy ổng mới nói là ủa em làm gì ở trong chỗ cái dừa đó vậy. Chết mẹ. Cái lúc này hả, cái bà Thu Trừng mà mới nhớ là chết, hồi đó em đái ở đó đó. Mà cái chỗ đó là cái nơi mà người ta ở mà bả phóng uế cái chỗ đó luôn. Cái xong rồi á, cái bà Thư Trần này bả mới tức á, bả mới la lên mà kiểu mà bả mất con mà mới đẻ xong rồi mà mất con là các bạn hiểu luôn, là người phụ nữ người ta sau khi sinh người ta rất là bị trầm cảm. Cái xong rồi người ta la lên, người ta khóc. Cái bà Thư Trần bả la lên bả khóc, bả kêu là tại sao tôi mới là người làm việc đó, tại sao không giết tôi, không lấy mạng tôi mà lại cướp mạng hai đứa con tôi. Nó còn chưa thấy ánh sáng mặt trời, nó còn chưa được gọi là tôi còn chưa được nghe tiếng mẹ kêu hay gì, tiếng nó kêu tôi, tiếng nó khóc nữa. Cái xong rồi bà Thư Trần vừa nói dứt câu là bà Thư Trần bà chết luôn. Không hiểu tại sao mà kiểu giống như là bà bị đột quỵ, bà chết luôn ngay tại chỗ luôn. Cái bắt đầu á, mấy cái ông bác sĩ này mới sợ quá, mới rồi đó bắt đầu mới bàn bạc với nhau mà gọi là nói gì là một cái ông nào mà ổng phụ trách, mà tổng phụ trách cái chỗ đó đó, mới kêu là bây giờ mướn thầy về đi, mướn thầy về cúng đi, chứ không thôi á là sẽ không xoa dịu được người ta. Thì bắt đầu mướn một cái ông thầy về đi tới cái bệnh viện đó. Và khi cái ông thầy đi tới đó thì cái ông thầy đứng ở ngoài trước, ổng không có dám vô. Ổng lắc đầu, ổng mới nói với lại cái ông mà kiểu giống như là giám đốc á, là tôi, tại vì khi mà những cái người đó mướn ổng tới á, cái mục đích của người ta là muốn ổng trục hết tất cả cái dông ở trong bệnh viện này. Cái ông thầy đó ông tới ông nhìn nhìn nè, trời má đông quá, kiểu mà trời ơi như là cái đại đội quân đội vậy, kiểu đông lắm các bạn, rất là đông. Cái xong rồi ông thầy ông mới đứng ở ngoài, ông không dám vô, ông kêu là ông nuốt nước miếng nha má. Tôi nói cho anh nghe, tôi không thể nào mà chụp người ta được. Thứ nhất, thứ hai á là tôi chỉ có thể giúp các anh cúng để xoa dịu người ta. Thật sự là bây giờ chỗ này như là cái nhà của người ta rồi, như là cái house của người ta rồi. Tôi không thể làm mà tôi chụp người ta ra được, tôi chỉ có thể giúp các anh. Và thậm chí tôi nói thiệt với anh là các anh có mời ai đi nữa thì cũng không chụp được đâu, chỉ có thể là cúng để xoa dịu người ta thôi. Thì bắt đầu những cái người này cũng, những cái người ở trong đây á, thì người ta cũng gọi là sợ, người ta cũng gọi là ok, người ta kệ đi, miễn ok là được. Cái bắt đầu á, người ta mới, cái ông thầy này ổng mới đi vô để gọi là ổng cúng á. Ổng cúng xong á thì ổng mới nói với lại những cái người đó là hai tháng là mỗi ngày là phải thắp nhang, kiểu giống như là ổng kêu, ổng khuyên người ta là mỗi ngày phải thắp nhang, nhưng mà hai tháng là phải cúng hai lần, có nghĩa là cúng bánh trái á các bạn, đúng không, cúng hai lần cho người ta. Có thể quên thắp nhang nhưng tuyệt đối hai cái ngày này nha là ổng ghi cho người ta hai cái ngày này là không được quên cúng. Có thể quên thắp nhang nhưng không được quên cúng cho người ta, nếu không người ta sẽ phá gấp trăm ngàn lần nữa. Bởi vì tôi đã thỏa thuận với người ta là như vậy rồi, và người ta chấp nhận, người ta sẽ không phá nếu mà cúng cho người ta như vậy như vậy. Ok, thỏa hiệp xong ha. Thì sau khi mà bạn Thiên Ân nghe cái câu chuyện đó thì bạn Thiên Ân cũng rất là rung luôn các bạn. Là bạn Thiên Ân kêu mấy cái người bạn của bạn Thiên Ân là về đi. Nhưng mà đột nhiên trong 6 đứa đó, là gồm có bạn Thiên Ân luôn, là cả 6 người nha, thì có một người bạn tên là Hoàng Khải, Huỳnh Hoàng Khải. Cái thằng Hoàng Khải này tự nhiên nó ngất xỉu, mà mọi người không hiểu lý do tại sao thằng Hoàng Khải này nó ngất xỉu luôn. Mới bắt đầu, trời ơi cũng may ghê, tỉnh nó vô bệnh viện, đưa bạn vô bệnh viện luôn. Hoàng Khải ngất hay quá má, ngất ngay bệnh viện luôn, là vô bệnh viện luôn má. Cái vô bệnh viện xong thì bắt đầu mấy đứa này chờ đưa thằng Hoàng Khải vô phòng hồi sức để gọi là cho nó đỡ, để kiểu mà người ta nghĩ rằng nó là đi leo núi nó mệt, với lại nó thiếu ăn, nó đói cho nên nó mệt vậy thôi. Thì người ta chờ, bạn bè nó ngồi ở ngoài phòng đó chờ nó. Thì khi mà chờ thì bạn Thiên Ân bạn nằm ngủ, thì bạn trong giấc ngủ của bạn bạn thấy là có rất là nhiều người đi qua đi lại, mà có một người cứ đứng nhìn, có một người đàn ông cứ đứng nhìn bạn. Trong giấc mơ bạn Thiên Ân cảm giác là giống như là có ai đó nhìn mình, và có một người đàn ông cứ đứng nhìn mình hoài. Khi mà tỉnh dậy á thì bác sĩ đi ra đưa cái thằng Hoàng Khải ra, mới kêu, bác sĩ mới nói với thằng Hoàng Khải là mốt đừng có ăn bậy nữa nha em. Mọi người cũng rất là bất ngờ, hỏi nó thằng Hoàng Khải nó ăn cái gì vậy, nó mang theo đồ ăn gì, chắc nó bị trúng thật.
Cái bắt đầu đi về khách sạn, tất cả mấy cái đứa này đi về khách sạn thì bắt đầu mới gọi là sắp xếp đồ để chuẩn bị là đi ăn, tại vì ai cũng đói cả. Nhưng mà phải về khách sạn sắp xếp đồ trước. Thì sau khi sắp xếp đồ xong thì tất cả mọi người đã ra hết rồi, và nhấn mạnh lại là tất cả mọi người đã ra hết rồi. Thì trong đó có một thằng tên là Duy Nguyễn. Tự nhiên nó đứng ở trước cửa phòng, nó kêu là: "Mày còn đứng đó làm gì nữa? Mày không đi ăn hả? Đi ra đi." Cái xong rồi cái bạn Thiên Ân á, bạn mới đi lại, bạn nhìn cái thằng Duy Nguyễn vậy nè: "Cái gì vậy ba?" Cái xong rồi bạn Thiên Ân mới thụt lùi lại ngó lại. Cái đám bạn của mình đã ra đủ chưa thì mới đếm 1 2 3 4 5 6 7, là đếm cái thằng Duy Nguyễn là number 5 đó, rồi bạn Thiên Ân là 6 đó, là chỉ có 6 đứa thôi. Cái bạn Thiên Ân nhìn vô: "Ai má? Đâu? Where? Who am I? Tôi là ai?" Nhìn không thấy ai hết. Xong rồi bạn Thiên Ân mới kêu là: "Thôi thôi đi ba, để tao đóng cửa rồi khóa cửa lại nha." Cái bạn Thiên Ân mới khoát tay cái bạn Duy Nguyễn, kêu là: "Hồi nãy hình như mày gặp ma rồi đó, tại vì ở trong bệnh viện tao cũng thấy rồi, có khi nào là người ta đi theo mình không?" Mà các bạn biết á, người đang kể đi qua đi lại sợ hết hồn. Cái bạn Thiên Ân mới nói với bạn Duy Nguyễn đó là: "Có khi nào người ta đi theo tụi mình không?" Thì cái bạn Duy Nguyễn mới không tin có ma. Bạn Duy Nguyễn không có tin có ma. Bạn mới kêu là: "Mày bậy quá à, mày đừng có nói gì vô duyên." Trời, buông tay ra, đẩy tay bạn ra luôn. Cái khi mà tất cả mọi người đi ăn xong về á, mà người ta mở cửa ra nha các bạn, thì thấy trong phòng á, nó rất là gọi là, trong phòng nha, nó bị gọi là đồ đạc nó quăng tứ tung luôn. Mà những cái đồ đạc cá nhân nó bị lục lọi. Mà một cái thắc mắc duy nhất là tại sao cái gối nó lại nằm trong phòng vệ sinh? What the fuck? Cái gối nó nằm trong phòng vệ sinh nha. Đồ đạc nó tứ tung luôn rồi, đồ đạc cá nhân nó cứ dục tung to hết. Cái bắt đầu mới kêu mấy cái người mà gọi là phụ trách khách sạn lên. Nhưng mà những cái lúc á mà mấy bạn này đi ra, mấy bạn này đâu có đưa chìa khóa cho khách sạn đâu, mấy bạn này bỏ vô túi. Bây giờ đâu có trách ai được, mấy bạn này khóa cửa mà, người ta đâu có chìa khóa đâu mà vô cái phòng đó. Mấy bạn này bỏ vô túi rồi quên rồi đi, không đưa cho khách sạn luôn. Cái xong rồi mới xin chuyển phòng, chuyển sang cái phòng kế bên. Cái tầng đó là tầng 4. Thì cái phòng mà mấy bạn nó vừa ở mà bị gọi là đồ đạc tứ tung đó là phòng 403. Thì mấy bạn nó chuyển sang được cái phòng 402 là cái phòng kế bên. Xong rồi á, khi mà các bạn nó kiểu giống như là ở trong chổng ngủ á, thì các bạn biết không, đang sắp gọi là sắp ngủ á, kiểu mà đang sắp ngủ á, thì tự nhiên cái cửa phòng vệ sinh nó đang mở. 6 bạn tập trung ở đây chơi đánh bài, bài cào rồi tiếng lên rồi này kia á, các bạn. Cái cửa nó đóng cái âm, mà nó đóng một cái mạnh luôn nha. Mà các bạn nghĩ đi, ở trong phòng không có gió mà tại sao cái cửa lại đóng như vậy? Bắt đầu mấy bạn này nó mới sợ quá. Mấy cái bạn của bạn Thiên Ân á, 6 người này sợ quá mới gọi là không có dám vô trong phòng vệ sinh mở ra xem sao. Thì mới nắm tay nhau, tất cả mọi người nắm tay nhau mà kiểu mà vòng tròn luôn á. Nắm tay vòng tròn đi lại cái phòng vệ sinh mở ra. Mở cửa phòng vệ sinh ra thì không thấy ai hết. Thì mấy cái đứa con gái mà đi trong cái chuyến đó, người ta mới kêu là có thể là ngay cái chỗ thông gió, mà cái lỗ thông gió có nhiêu đây vậy? Cái lỗ thông gió nó có nhiêu đây à, mà tại gió lớn tới nỗi mà vọng cái cửa phòng vệ sinh muốn gãy cái cửa luôn. Thì tự nhiên đang mọi người đang đứng bàn nhau về cái phòng vệ sinh, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa ngoài nha. Chuyện nó tới với nhau liên tiếp luôn, thì mấy bạn này mới rất là sợ. Mấy bạn này cũng dè chừng lắm, nhưng mà quyết định là ra ngoài hé coi cái lỗ, coi là ai đứng ở ngoài. Thì khi mà hé cái lỗ ra coi ai đứng ở ngoài đó, thì thấy có một cái anh gọi là giống như là bảo vệ gì đó, với lại một cái cô lau công, gõ cửa để cô vô cô dọn dẹp một chút, cổ xin để cô dọn dẹp một chút. Thì khi mà người ta vô á, người ta dọn dẹp á các bạn, cái cô lau công nó dọn xong á, thì tự nhiên cô lau công nó nói với lại các bạn nó một câu mà tới nỗi mà các bạn nó sợ mà ám ảnh luôn. Cái cô lau công nó nói vậy nè, cái ông bảo vệ thì đi ra rồi nha, cái cô lau công nó nói vậy nè: "Mấy con á, ngủ ở đây á thì cẩn thận nha, trong phòng này không phải là 6 đứa con không đâu, ngủ cẩn thận nha mấy con, thôi đóng cửa đi, bye bye mấy con." Trời ơi, bà gọi là bà dọn phòng xong rồi bà cho một cái câu rồi bỏ đi. Mấy bạn này ở lại, mấy bạn này sợ không dám ngủ luôn á, các bạn tin không, sợ không dám ngủ luôn. Cái xong rồi cái buổi tối hôm đó mấy bạn đang ngủ,
mà cái phòng 403, cái phòng 403 là cái phòng á mà kiểu giống như là mấy bạn vừa dọn chuyển sang phòng 402, thì cái phòng 403 là cái phòng cũ của mấy bạn á. Mấy bạn nghe có tiếng khóc em bé. Mấy bạn nghe có tiếng khóc em bé. Rồi xong rồi tiếng người ta đi hoạt động ở bên bển, thì mấy bạn mới nghĩ là chắc có thể là sau khi mà mấy bạn nó chuyển ra rồi á thì người ta mới cho người khác vô mướn thôi. Thì mấy bạn đó mới kiểu mà không dám ngủ, mà nghe cái câu chuyện của cái bà lao công bà nói như vậy á, thì mấy bạn mới gọi là bàn nhau là tại sao mình lại gặp như vậy. Kiểu mà nói là sáng giờ gặp như vậy nó ghê quá. Cái lúc đó đó thì có một cái thằng Hoàng Khải đó nó mới kể là chắc là tại tao rồi, chết tao rồi mày ơi, tụi bay ơi tao sợ quá. Cái lúc này thằng Khải nó mới kể ra một cái câu chuyện thật là hồi nãy nó ở trong bệnh viện nó làm cái gì. Các bạn có biết đó là thằng Khải nó kể là lúc ở trong bệnh viện á, do là leo núi nó đói quá thì nó mới thấy cái chỗ mà người ta thờ cúng á, nó thấy cái chỗ người ta thờ cúng á để bánh trái anh trợn, cái nó lại ăn bánh quá trời luôn, cái xong rồi nó đau bụng nó mới xỉu. Thì lúc này cái thằng Thiên Ân nó mới tá hỏa ra nè, hèn chi cái ông bác sĩ mới kêu là từ đây về sau con em đừng có ăn bậy nữa nha, là đã thấy nghi rồi, là thằng Khải nó đi ăn bánh cúng của người ta, đói cái gì mà dữ vậy cha, ăn bánh cúng và ăn trái cây nữa nha, ăn gọi đủ luôn bá, đủ luôn, đủ vitamin C, chất xơ rồi tinh bột luôn nha, ăn hết. Cái xong rồi bắt đầu cái thằng Khải nó mới sợ rồi, mới kêu là thôi ngày mai á mình đi lại cái bệnh viện đó đi, mình cúng lại cho người ta rồi mình xin lỗi người ta, để tao xin lỗi người ta đi, chắc tao nghĩ là người ta phá mình. Cái xong rồi cái thằng Thiên Ân á nó mới kể á lại cái câu chuyện mà nó nghe từ cái ông bảo vệ cho mấy đứa này nghe. Thêm cái thằng Thiên Ân nữa nó kể cái câu chuyện ông bảo vệ kể nó nghe xong là mấy đứa kia thức luôn, không dám ngủ. Thức hết nguyên một tập đoàn luôn, không ai dám ngủ hết. Mà các bạn tin đi, cái lúc mà mấy cái đứa này nó không ngủ á thì ở cái phòng 403 nó cứ bắt đầu kiểu mà đắp đồ rồi nói chuyện rồi này kia, nói chuyện mà nghe xì xào luôn á. Thì mấy cái đứa con gái nó mới áp cái tai vào trong cái vách tường để nghe, và để nghe coi bên bển có chuyện gì mà bên bển ồn quá vậy. Các bạn hiểu không, bên bển ồn mà tới nỗi mà bên đây nghe được luôn. Cái tự nhiên mấy cái đứa đó nó mới nghe là cái bà đó đang dỗ đứa con nít. Nghe là giống như là có ai đó đang dỗ đứa con nít thôi. Cái xong mình nghe rõ nha các bạn, nghe rõ nha. Người ta nghe rõ là cái bà bên cái phòng bên đó nói nha các bạn. Người con thằng nhỏ nó có mấy miếng bánh nè mà cũng ăn của nó nữa. Nghe đúng được một câu đó thôi. Còn mấy câu sau là không nghe được gì hết. Nghe đúng được một câu đó thôi, còn mấy câu sau là không nghe được gì hết. Ghê chưa? Là hiểu là bị phá tới mức độ vậy á. Cái xong rồi bắt đầu mấy cái bạn này mới đánh liều. Bên cái bạn Thiên Ân, các bạn Thiên Ân, tại vì mấy bạn nó có mua snack á, đồ á, poka rồi này kia, thì mới nghe vậy mới kiểu mà sợ bên bển làm nó ồn quá, mình nghỉ ngơi không được á, mới qua gõ cửa coi là bên phòng 403 có ai không, để gọi là đưa bịch nghe, tại vì nghe gọi là cái đứa con nít nào bên bển bị mất bịch snack á. Mấy bạn lúc đó còn chưa nghĩ tới cái gì đó là bị phá đâu, mấy bạn nó vẫn nghĩ là bên bển là có người thiệt. Xong rồi mấy bạn nó đi qua bển gõ cửa, thì có một cái ông đó, ông lớn tuổi rồi mà cái ông đó, cái dáng của ổng lớn rồi nha các bạn. Thì cái bạn Thiên Ân là cái người nói chuyện với lại cái ông đó, là mà cái mặt của ổng rất là lạnh, cái mặt của cái ông đó rất là lạnh, nhìn bạn Thiên Ân vậy nè. Xong rồi bạn Thiên Ân mới đưa bịch snack qua cho bên đó đó, mới kêu là bịch bánh đó, kêu là con nghe là bên này em nó không có bánh nó ăn rồi, nghe là em nó bị mất bánh đó, cho nên tụi con có bánh đó, mới đem qua gửi cho chú, thì cái chú cho em nó ăn. Cái ông đó ổng mới cảm ơn, sau đó ổng dúi vào tay bạn Thiên Ân một tờ tiền 20.000. Mà các bạn biết không, dúi vậy nè, các bạn Thiên Ân không dám nhận. Mà cái ông nó vẫn cứ dúi vào trong tay của bạn Thiên Ân. Cái xong rồi bạn Thiên Ân mới cầm đi luôn. Mà khi về á, mới sợ quá cầm đi luôn. Đi về á thì mấy cái người kia mới nói là ủa, nãy mày nói chuyện với ổng á, mày gờ vô tay ổng mày có thấy lạnh không? Cái xong rồi bạn Thiên Ân mới nói là không, gờ vô tay ổng rất ấm. Mà sao gờ vô tay ổng rất là ấm tụi bay ơi? Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì bạn Thiên Ân á,
rất là kiểu mà muốn trấn an bạn bè mình á. Bởi vì cái lúc mà bạn Thiên Ân là người trực tiếp nói chuyện với cái ông đó đó, thì bạn Thiên Ân nhìn vô trong cái phòng đó, tại vì cái phòng đó rất là kiểu mà nó cũng hẹp lắm, mình nhìn một cái là mình có thể nhìn được toàn phòng luôn. Thì bạn không có thấy một người phụ nữ nào, cũng không có thấy một đứa con nít nào. Bạn chỉ gọi là trong cái phòng này bạn khẳng định là chỉ có một mình cái ông đó thôi. Mà khi mà bạn Thiên Ân đưa tay ra cầm cái tờ tiền 20 mà ông nó dúi vào á, thì cái tay của ông nó rất là lạnh, mà cái mặt của ông nó cầm tay của bạn Thiên Ân mà dúi tiền mà cầm chặt tay vậy đó các bạn. Bạn sợ quá bạn cầm luôn tờ 20 luôn. Cái sáng ngày hôm sau á, thì mấy cái bạn này mới đi xuống dưới cái phòng lễ tân á. Thì khi mà đi xuống dưới phòng lễ tân mới hỏi là ngày hôm qua á, là có ai ở sau khi mà tụi em chuyển từ cái phòng 403 qua phòng 402 thì chị cho ai mướn phòng 403 hả? Cái xong rồi cái bà mà ngồi đó, bà mới xem lịch, bà mới gọi là xem sổ sách, thì bà nói là không em ơi, ngày hôm qua là chỉ có tụi em ở cái phòng 402 thôi, nói chung là cái dãy phòng đó là chỉ có tụi em thôi, chứ không có ai hết trơn, chị không có trai mướn hết. Trời ơi, bạn Thiên Ân táo quả luôn, mới kêu mấy cái người bạn của bạn đi lên trên lầu, tại vì cái tờ tiền 20 á, bạn để ở trên cái tivi á. Thì khi mà đi lên á, lấy cái tờ tiền 20 đó á, thì phát hiện ra cái tờ tiền 20 đó là tờ tiền 20, cái tờ tiền âm phủ, các bạn hiểu không? Cái tờ tiền 20 âm phủ. Cái xong rồi bắt đầu mấy bạn này sợ quá, tức tốc mướn xe gọi là leo lên trên kia một lần nữa để gọi là đi vô trong cái bệnh viện đó cúng cho người ta, để gọi là thậm chí là để trả cái tờ tiền 20 này nữa. Đâu có dám nhận đâu má, đâu có dám nhận tiền của người âm đâu. Mới đưa cái tờ tiền này 20 này lên đó, xong rồi xin là cho con trả lại 20.000, với lại cho con cúng lại đồ ăn, tại vì bạn của con hôm qua nó đói quá, với lại nó cũng còn nhỏ, nó đang phát triển á, cho nên nó rất là cần tinh bột với lại chất xơ á má. Xong rồi cho con, tụi con xin lỗi và tụi con không có dám như vậy nữa nha. Bạn con nó rất cần protein đó. Khải bớt nha, Khải bớt ăn dụng đi nha Khải. Cái xong rồi khi mà mấy bạn này đi á, thì các bạn biết mấy bạn này nhìn lại cái phía bên bệnh viện á, thấy ở trên mấy cái tầng cao á có mấy cái người á đứng vẫy tay chào vậy nè. Mà có quen biết gì đâu mà thấy ở trên tầng cao có mấy người đứng vẫy tay chào vậy nè má. Căng vật cờ lờ luôn. Trời đã khác ghê. Kể quá chị kể. Bây giờ Bảo sẽ kể tiếp câu chuyện cho các bạn nghe. Hôm nay chúng ta quẩy đi. Quẩy đi. Các bạn nhớ xem đi chim không Bảo nha. Một câu chuyện nữa. Câu chuyện này về phong thủy. Và sau khi mà các bạn nghe câu chuyện này rồi á, Bảo mong rằng các bạn muốn làm một cái gì đó thì các bạn cũng phải coi kỹ, không thôi là các bạn sẽ rước họa vào thân. Câu chuyện này là câu chuyện về phong thủy nha. Nó cũng khá là tâm linh, nhưng mà nó cũng không phải nghiêng về ma. Nó chỉ là một câu chuyện về phong thủy mà khiến chết người thôi. Chuyện là vậy. Cái bạn này gửi câu chuyện cho Bảo. Bạn này tên là Thảo. Bạn này khi mà bạn gửi câu chuyện á, bạn chỉ nói là với Bảo là anh chỉ cần đọc tên em là Thảo là được rồi. Thì câu chuyện này như vậy. Ở bên ngoại của bạn á, có một người cậu. Thì cái ông cậu này nha, ông có ba đời vợ. Mà sau cái đời vợ thứ nhất á, cái đời vợ thứ nhất của cái ông cậu, để mình đặt tên cái ông cậu này nha. Ông cậu này tên là Ngọc Thái. Cái ông Ngọc Thái này á, là đời vợ thứ nhất, là sau khi mà ông cưới xong á, là ông đi ra liền. Ông Thái này ông bỏ ra riêng luôn. Khi mà ông bỏ ra riêng á, ông cũng ở gần đó, tại vì cái gia đình của bạn đó là ở gần nhau, san sát nhau mà, không có người nào ở xa quận đó, ở san sát nhau không. Thì cái ông Ngọc Tái này ra riêng. Cái xong rồi khi mà cái nhà ông á, ông mới xây nguyên một cái hồ cá bự ở ngay phòng khách. Mà khi mà ông xây cái hồ cá đó, nó là hồ cá phong thủy, nhưng mà ông không xem gì hết nha. Ông cũng không xem ngày đặt cái hồ cá, cũng không có gọi là xem coi cái nơi nên đặt cái hồ cá là ở đâu. Ông đặt đại. Cái xong rồi á, các bạn biết không, cái hồ cá nó cũng khá là cũng như đây thôi, nhưng mà ông xây cái hồ cá nó khá là kiên cố. Cái xong rồi á, thì vợ của ông Ngọc Thái mới gọi là có bầu, nhưng mà cứ hễ có bầu là xảy thai. Có bầu lần thứ nhất xảy thai, có bầu lần thứ hai xảy thai, có bầu lần thứ ba là có nghĩa là bụng bự luôn nha. Lần này không xảy thai, nhưng mà khi đẻ con ra lại chết yểu. Đẻ con la lại chết yểu thì
bà, cái bà vợ của ông Ngọc Thái mới thắc mắc là tại sao lại như vậy. Thì những cái người nhà của ông Ngọc Thái mới gọi là cho ổng một cái lời khuyên, đó là mày nên đi thầy đi, tao nghĩ rằng trong nhà mày có chuyện, mày nên đi thầy đi Thái. Mà cái ông Thái này á là một người không có mê tín, ổng không có tin vào tâm linh và ổng không tin bất kỳ bói toán nào hết. Ổng tin vào cuộc đời ổng, ổng nói là bàn tay năm ngón chỉ tay cũng nằm trong tay tao, cho nên tao nắm gọn nó, hiểu không? Các bạn hiểu cái phong thái đó không á? Ừ, cái phong thái nó vậy đó. Cái xong rồi, cái ngày hôm đó bạn Thảo nha, gia đình bạn Thảo thì mẹ bạn Thảo có mời thầy về cúng kiến, trong gia đình có xem này nọ. Tại vì mẹ bên gia đình bạn Thảo rất là phong thủy, các bạn hiểu không? Cái xong rồi ông thầy ông làm xong hết cho gia đình bạn Thảo rồi, ông thầy ông đi ra thì ông thầy ông nhìn qua bên nhà bên kia, là nhìn sang bên nhà ông Thái nha. Ông thầy đó tự nhiên ông nói vậy, mà trong khi là mẹ bà Thảo đâu có nói, mẹ của cái bạn Thảo đâu có nói gì đâu, đâu có kể gì đâu. Ông thầy ông kêu là có phải cái nhà bên bển là có một đứa bé chết yểu không? Trời ơi, mẹ của bạn Thảo bất ngờ luôn má, kiểu mà sụp rỡ mà được Phật cỡ, rất là sợ luôn. Cái xong rồi mẹ bạn Thảo hết hồn, thì bà đó ủa sao thầy biết? Thì cái ông thầy này ông mới nói là thật sự á, khi mà tới đây coi cho nữ á thì ta thấy có duyên, cho nên ta sẽ qua bển ta coi cho cái nhà bên kia luôn. Mặc dù á là cái ông thầy ông biết rằng cái chủ nhà đó người ta sẽ không tin tâm linh đâu, nhưng mà ta muốn coi, ta muốn kiểu mà hôm nay có duyên á, có duyên coi cho người nhà này thì muốn coi qua, kiểu mà muốn dùng cái năng lực của mình qua coi bên kia, cũng giống như là giúp đời luôn. Qua bển ông Thái không cho vô, ông Thái không cho vô, ông đâu có tin đâu mà ông cho vô. Ông nói ai vậy vô nhà ăn chờ mấy cái gì vậy, kiểu giống vậy á. Ông không có tin, ông không cho vô, nhưng mà bà vợ ông cho vô. Bà vợ bả xô ông mà muốn đập đầu trong vách tường luôn nha má, xô vô đi ra cho ông thầy vô. Tại vì bà vợ bả cảm nhận được trong cái nhà này có gì đó sai sai, các bạn hiểu không? Bả mới cho cái ông thầy này vô. Khi mà cho ông thầy này vô thì ông thầy này nói là cái hồ cá này nè nó là cái hòm của đứa bé chết yểu. Cái hồ cá này đặt ở đây và cái diện tích của nó như vậy, nó là cái hòm của đứa bé vừa chết yểu đó. Mà thật sự đúng thiệt, cái hồ cá đó như là cái hòm của đứa bé vậy đó các bạn. Nó rất là vừa vặn cho một đứa bé để nằm ở chổng nha. Ông thầy ổng mới kêu á là đập cái hồ cá này đi. Và bây giờ cái hồ cá này đã bị đập rồi, cho nên cái bạn Thảo đó, bạn không có thể nào mà bạn gửi cái bức hình đó qua cho Bảo, để cho Bảo cho các bạn xem được, các bạn hiểu không? Thì á, ông thầy ông kêu là đập cái hồ cá này đi, thì cái ông Thái ông đâu có cho đập đâu. Bà vợ ông tự đập luôn. Mày không cho hả? Mày không tin hả? Tao tin nè, tao đập. Là bà vợ ông đập gì đó, xong rồi mới bắt đầu có hai bà vợ tiếp nha. Sau rồi ông Thái mới có bắt đầu có hai bà vợ tiếp. Và sau khi đập xong á thì bắt đầu mới gọi là sinh con được. Nhưng mà sau đó thì hai cái người này kiểu mà hết duyên đó các bạn. Và sau đó ông Thái ông tới với hai người vợ nữa. Và sau khi ông tới với hai người vợ nữa cũng còn rất là nhiều chuyện kinh dị. Nhưng mà cái bạn Thảo này á xin phép á là được giấu cái chuyện đó và để kể vào cái buổi sau. Bây giờ bạn sẽ kể tiếp một cái câu chuyện của một người cậu nữa, mà cái cậu này là cậu cả trong nhà. Trong nhà bên ngoại thì cái cậu này gọi là cậu hai, ở bên đó gọi là giống như là cháu đích tôn vậy đó các bạn. Thì cái ông cậu hai này á của bạn á được tên là cậu hai an. Thì cái cậu hai an này nè kiểu ổng khi mà ổng còn sống á là tức nghĩa là khi mà Bảo nói tới cái câu đó là các bạn cũng biết là ổng chết rồi. Thì cái ông cậu hai này lúc ổng còn sống thì ổng rất hay nói xấu người ta. Và những cái người nào mà hay nói xấu người khác á nên nghe câu chuyện này nha má. Ừ, mấy đứa nào thích đi nói xấu người khác á thì nên nghe câu chuyện này nha. Ok, tát mấy đứa nói xấu vô. Ok, tới cái khúc này vui nè, tát mấy đứa nói xấu vô mấy má, tát vô. Ừ, cái ông này ông đi, ông cậu hai này ông đi đâu cũng nói xấu hết, và ông nói xấu người nhà lẫn người ngoài, tới nỗi mà có những cái chuyện mà từ miệng ông ra mà thành ra chuyện lớn, các bạn hiểu không, mà người ta hiểu lầm nhau luôn. Và có những chuyện trong gia đình bạn Thảo không muốn kể, bạn Thảo không có muốn kể rõ ra là ông cậu hai an của bà đã của bạn đã làm gì. Thì á, ông cậu hai an của bạn á bị cái gì về đại tràng á, cái ông cậu hai an của bạn bị cái gì về đại tràng các bạn, cho nên phải phẫu thuật. Mà các bạn biết đi,
nếu mà mình muốn sống lâu á thì mình không nên đụng vào dao kéo nhiều. Khi mà mình đã đụng vào một cuộc đại phẫu, một cái cuộc gì đó thì cái thời hạn sống của mình nó sẽ bị giảm đi. Nói chung là mình cứ đụng vào dao kéo là mình bị giảm thọ đó. Xong rồi á thì cái ông này ổng mới xây nhà. Sau này ổng kiểu mà, thì tất nhiên con đích tôn là phải có tiền xây nhà rồi. Xây nhà xong á thì khi mà ổng xây á, ổng lại tiết kiệm tiền, các bạn hiểu không? Ổng lại rất là ít, kiểu mà ổng cũng keo kiệt á, ổng cũng tiết kiệm tiền, ổng mướn 1-2-3 người thợ thôi, kiểu mà ổng 1-2-3 người thợ thôi, còn lại là ổng làm hết. Chính vì lao lực như vậy, ổng mới chết. Mà các bạn biết hả, cái lúc mà ổng còn sống á, mà ổng làm những cái chuyện như vậy á, bà ngoại của bạn rất là binh ổng. Tại vì á, cháu đích tôn mà cậu hai cũng lớn, mà rất là thương, rất là binh, dù con của mình có làm sai gì cũng binh á. Khi mà nghe con chết á, thì bà ngoại của bạn Thảo á phải gọi là ngồi dậy để kiểu mà đi qua bên bển. Mà các bạn biết không, bà ngoại của bạn Thảo bị lẫn rồi, là bây giờ là bà ngoại của bạn Thảo bị lẫn rồi, nhưng mà bà ngoại của bạn Thảo vẫn nhớ cậu hai. Nguyên một nhà kiểu giống như là không nhận ra hết trơn, nguyên một nhà không nhận ra ai hết, nhưng mà chỉ nhận ra một mình ông hai thôi. Ghê chưa? Cái xong rồi bắt đầu, để tao qua gặp thằng ơi, kiểu mà vậy á. Cái xong rồi bắt đầu, tại vì á mọi người thấy là bà bây giờ cũng đã 80 tuổi rồi, nếu mà bây giờ mà bà để bà qua bển, bà thấy con vậy là bà sẽ bị sốc, và bà lỡ mà mẹ mình sao, có chuyện gì sao mà những người con còn lại người ta sống nổi. Cho nên người ta mới dỗ ngọt bà, kêu là mới khuyên bà là ở lại đi, không sao đâu, để tụi con lo cho. Thì sau khi mà khuyên xong á thì bà ngoại mới nghe, và bà ngoại mới ở lại. Mà các bạn biết hả, sau khi mà đã làm đám tang cho ông cậu hai ăn xong á, là người chị của bạn, các bạn tin ông, người chị của bạn ở trong chỉ mà người nhà ở gần nhau á, ở trong cái ngôi nhà đó đó, bà đang ngồi ở ngoài võng, các bạn hiểu không, ngồi ở ngoài sân nó có cái võng, cái đung đưa vậy nè, trời mưa cái đung đưa cái sân, trời mưa mát quá, má nằm mới mở ngủ. Cái chị của bạn nhìn ra ngoài sân á, thấy ông cậu hai An ngay trước mặt luôn, là kiểu là sát gần nhau đi ngang qua. Trời, đang nằm trên võng mà thấy ông nhìn qua đây, sát thấy ông cậu hai An đi ngang qua. Mà hồi lúc mà ổng còn sống, cái chỗ đó là cái đường mà ổng hay đi ngang qua nữa. Nó ghê như vậy á. Cái lúc ổng còn sống là cái chỗ đó là ổng hay đi ngang qua. Cái người chị của bạn tên là Ngân Thu. Người chị của bạn tên là Ngân Thu. Thì cái sau cái bà, khi mà cái bà Ngân Thu thấy cái ông mà cậu Hai An đi ngang qua, mà xong vừa làm đám tang ổng xong mà thấy vậy là sợ quá, tức tốc là xách cái bà Ngân Thu á, bà xách cái hán bà đi vô trong nhà. Bà không có dám ngủ ở đâu, bà không có dám ngủ ở ngoài sân. Khi mà bà đi vô trong nhà á thì sáng ngày hôm sau bà phải đi công việc mà bà ngủ trễ. Bà xém ngủ trễ nha, chứ bà không phải là ngủ trễ, bà đi làm. Thì may mắn làm sao, ông cậu Hai An kêu bà dậy. Giờ may mắn không, là đáng lẽ là bà sẽ trễ, nhưng mà may mắn làm sao mà cái ông cậu Hai An ông kêu dậy, kêu là Ngân Thu ơi, dậy đi làm đi mày, trễ giờ rồi. Sau khi mà bà Ngân Thu nghe câu đó, bà quyết định là hôm nay nghỉ làm, không đi làm nữa. Ôi là đâu có dám bước ra ngoài đâu má. Đâu có dám bước ra ngoài cửa đâu. Giờ đố cha bà ra luôn á. Đố cha bà bước ra ngoài cửa luôn á má. Sau khi mà bà nghe kiểu mà đánh thức vậy á. Tại vì cái ông cậu Hai An sợ bà trễ giờ cho nên mới đánh thức bà. Nhưng mà ông chết rồi. Ông chết rồi cho nên bà đâu có dám ra đâu. Tới nỗi mà các bạn biết hả, là bà ngoại của bạn Thảo á không được khỏe. Tại vì người ta lớn tuổi rồi, không có sức khỏe. Mà mẹ của bạn Thảo đang làm công việc ở trong nhà nè, tự nhiên bà ngoại của bạn Thảo phóng một cái đi ra ngoài sân sau luôn. Mà cái sân sau á, bên sân bên kia á, là cái nhà của cậu Út với lại dì Út. Mà cậu Út với dì Út đi làm rồi. Mà mẹ của bạn Thảo nhìn ra thì thấy á, là bà đang nhìn vô cái nhà của cậu Út với dì Út, mà nói chuyện với một ai đó, mà nói chuyện cười vui lắm. Nói chuyện cười vui lắm, mà nói chuyện mà giống như là thân thiết ruột thịt vậy đó má. Mà rõ ràng là cậu Út với lại dì Út đã đi làm rồi. Thì sau đó thì mẹ của bạn Thảo mới gọi điện thoại cho mấy người này về. Thì khi mà mấy người này về á, thì thấy mẹ mình đang nhìn qua bên sân nhà mình, ở sân sau nhà của chị mình lại nhìn qua sân nhà mình. Thì á, mấy người này vừa đi vô, cậu Út dì Út của bạn Thảo mới vừa đi vô, thì bà ngoại bà kêu là ê,
Tụi bay mới về sao thấy anh của tụi bay mà tụi bay không chào? Anh nào má? Má ơi, anh nào vậy má? Cái xong rồi, anh hai của tụi mày nè. Trời ơi, anh hai của tụi mày nè, tụi bay đi làm về sao tụi bay không chào anh hai của tụi mày? Ổng chết rồi mà má. Má ơi, ổng chết rồi mà má. Trời, mọi người sợ lắm. Trời ơi, vừa cậu Út với lại dì Út rất là sợ luôn á. Cái lúc này á thì cái ông cậu Út ổng mới gọi là mồi một điếu thuốc, sau đó rồi cúng đem lên trên bàn thờ của cậu hai mà cúng. Nhưng mà các bạn biết là lúc đó không đâu có gió đâu, đâu có gió đâu, mà cái điếu thuốc nó cứ rít lên từng cơn. Cái điếu thuốc nó cứ rít lên từng cơn. Rồi chưa nha. Ở trong cái nhà đó thì có dì Út á, là cái gì đó, là cái gì đó, gì có căn tu, gì đó tu hành dữ lắm, gì đó có căn tu á. Thì cái ông cậu Hai An này á mới gọi là đi vào trong giấc mơ của gì đó, mới kêu á là bây giờ anh kiểu mày nói gì giống như là anh nói là bị đày xuống 18 tầng địa ngục rồi. Đó, nói xấu ông ta á. Nói xấu ông ta nha má. Mấy đứa mà hay nói xấu ông ta nghe chuyện này đi nha. Bị đày xuống 18 tầng địa ngục rồi, bây giờ anh rất là đau khổ. Em có thể gọi là hả giúp đỡ anh được không, để cho anh có thể mà gọi là đỡ khổ. Tại vì trong cái nhà này á thì á là dì Út là có căn tu nhất. Mà các bạn, tao nói cho các bạn nghe nè, bất kể một cái nhà nào đó, thậm chí là gia đình của mình cũng vậy, mà chỉ cần một người trong nhà nè có căn tu và đi tu là mình cũng được phước, là mình cũng có thể gọi là hưởng phước từ người đó. Cho nên á, ông cậu Hang này mới đi vào giấc mơ của cái bà dì Út này để nói cho bà nghe. Thì sau khi nói xong á thì bà dì Út này mới đi lên chùa, mà cái chùa mà bà dì Út này mà hay gọi là đi á, thì mới nói thầy bây giờ thầy kêu là bây giờ con nên gọi là phóng sanh nè, con nên kêu gia đình gọi là cúng, gọi là không phải là cúng mà gọi là nên niệm Phật phóng sanh cho cậu, và kiểu mà hồi hướng cho cậu Hai đi. Và sau khi phóng sanh xong này nọ cho cậu Hai 49 ngày á, trong cái 49 ngày của cậu luôn á, nói chung là làm tất cả mọi việc luôn. Khi mà bảo nói nè các bạn á, khi mà người nhà của các bạn chết á, thì thứ nhất là mình không nên là làm ồn ào, mình không nên là mở karaoke hát, vì mà làm như vậy thì cái âm hồn của người đang mất á, người ta rất là yếu. Người ta mà nghe karaoke là người ta sẽ, nhiều khi người ta sẽ bị hồn bay phách tán, tại vì nó rất là ồn. Cái sóng của người ta lúc đó, cái sóng não của người ta lúc đó không thể nào chịu được mấy tiếng karaoke. Thật sự là Bảo cũng không thích gọi là đám ma mà mở karaoke đâu, nói thiệt á. Ở đây ai mà đám ma mà người nhà, có người nhà mà hay mở karaoke nên nói lại đi. Như vậy sẽ rất là hại cho cái người đã khuất của mình. Cái điều các bạn nên làm là gì? Phóng sanh và từ thiện, và đọc kinh Phật để gọi là hồi hướng. Và hãy gọi là mình làm, hãy nghĩ rằng những cái việc mà mình làm hồi hướng cho cái người đã mất thì người ta sẽ được phước, và người ta sẽ đi sang thế giới bên kia một cách an lạc hơn. Điều các bạn nên làm như vậy, chứ đừng có karaoke hay gì hết trơn á. Nó chỉ làm cho các bạn vui thôi, chứ đừng có, nó chỉ làm cho các bạn vui thôi, chứ nó cũng đâu có giúp cho người đã mất được cái gì đâu, đúng không? Và đặc biệt cũng không nên khóc than nha. Rồi ok, bây giờ mình kể tiếp. Thì khi mà cúng xong này nọ thì bắt đầu gia đình ở bên của cái bạn Thảo này mới ít gặp cậu Hai hơn, chỉ lâu lâu mới gặp thôi, kiểu mà lâu lâu là về cho dì Út thấy này nọ, rồi về cho bà ngoại thấy này nọ, chứ không còn gặp cái ông mà cậu Hai An nhiều nữa, các bạn hiểu không? Rồi ok, chúng ta đã kể xong hết chuyện ngày ông bà hôm nay không lắc. Lần đầu thì kiểu mà từ bữa giờ đúng không? Hôm nay Bảo xài 4G các bạn, hôm nay Bảo lên cấp má, lên đời Bảo lên 4G cho nên là nó không có lắc. Cho nên các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem cái video này, đã ủng hộ Bảo. Thì Bảo xin thông báo là Bảo chỉ kể chuyện ma vào thứ 6 hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thôi. Là cứ thể thứ 6 hàng tuần là các bạn đúng 9 giờ là các bạn vào Facebook Bảo, thì các bạn sẽ xem được live stream. Hoặc là các bạn có thể nhấn nút theo dõi live stream của Bảo ngay tại cái live stream này, nó có đề ra. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút theo dõi thì mỗi lần mà Bảo live stream á, nó sẽ thông báo cho các bạn và các bạn sẽ không bị lỡ like ha. Và những cái bạn nào ở trên YouTube thì các bạn đừng quên ủng hộ Bảo cách nhấn nút subscribe và ủng hộ cho channel của Bảo. Bây giờ bạn tiễn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Và thì á, thiệt ra là
có những cái chuyện như vậy. Hôm bữa giờ Bảo bị gặp. Ôi, trời má, mày hết gì một cái là tao hết hồn luôn đó Bèo. Hôm bữa giờ Bảo bị gặp và ba Bảo bị phá, cho nên Bảo cũng không có tiện nói ở trên này. Sau để sau cái thứ bảy này, sau cái chủ nhật này đi, rồi nói chung là Bảo cúng kiến xong hết trơn hết trọi rồi á, thì Bảo sẽ làm một cái clip kể cho các bạn nghe là bữa giờ, nói chung là bữa giờ gia đình Bảo cũng bị phá nhiều lắm mà Bảo cũng không có dám kể á, là Bảo sẽ đợi là các bạn cho Bảo là đợi qua thứ bảy này và đợi qua thứ chủ nhật này, thì những cái ngày này thì các bạn nên cúng đi nha. Rồi đợi cho Bảo làm xong hết rồi Bảo sẽ kể cho các bạn là ba Bảo với mẹ Bảo đã bị phá như thế nào. Nói chung là nhiều cái cũng ghê lắm. Thôi bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nha. Hôm nay không lắc vui quá.